Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review mì rau ít clean cải bó sôi hữu cơ organic Anpaso giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí mì hữu cơ giảm cân organic rau củ cải bó xôi Anpaso, ít clean ăn chay được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khâu hạt giống gieo trồng hữu cơ thu hái và chế biến khép kín dựa theo tiêu chuẩn về organic mì hữu cơ giảm cân organic rau củ cải bó xôi Anpaso. ít clean ăn chay với công thức bí truyền và sự cố vấn về chuyên môn của chuyên gia đến từ nhật bản đã tạo ra những sợi mì Anpaso ngon ngọt tự nhiên không phụ da không chất bảo quản mang hương vị tự nhiên nguyên bản thanh mát từ rau củ và các loại thảo dược mì hữu cơ giảm cân organic rau củ cải bó sôi Anpaso, ít clean ăn chay bổ sung nhiều chất sơ hòa tan khoáng chất vitamin ưu điểm nổi bật mì hữu cơ giảm cân organic rau củ cải bó sôi an ít clean ăn chay nguyên liệu được trồng theo hướng hữu cơ không hóa chất tại tỉnh nghệ an việt nam không sử dụng chất bảo quản và phẩm màu độc hại nguồn nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng